Dân ơi, Dân. Làm gì lao ông sùm vậy hả? Kiếm người vô đây trong nhà người ta gõ cửa đàng hoàng. Khu trọ để khu lịch sự. Trời ơi. Đừng lên. Làm chết. Tôi mà còn phát hiện ai mà lén lút đánh bài ở trong khu giải trọ của tôi là tôi đuổi liền đó chứ. Dạ. Tốt nhất có mấy ngày trên bạn siêu mắt căng chặn cái đuổi tôi. Giờ tôi biết cái đâu. Vô đâu tôi đây nha. Đừng lên. Ôi vậy trời. Mày đâu rồi mày ra cho tao. Trời đất ơi là trời. Trơn ơi là Trơn, mày ở đâu mày trốn tao đúng không? Vợ tôi thật sự, đó không phải là vợ nữa, mà là một người phù thủy. Trời ơi, cái gì ghê vậy? Nguyên cái khu chợ này nè, ai mà không trả tiền nhà tao trước Tết là đuổi hết, nghe chưa? Cô Dân, tiền này con tích góp con gửi, con trước Tết con đừng gọi mét mẹ con nữa nghe. Cô cho con đóng đỡ nha, rồi tháng sau con bù nha cô. Mô Phật. Hả? Thí chủ có sự hiểu lầm rồi phải không? Tôi đã buông bỏ sự đời, nương nhờ vào cửa Phật lâu rồi. Không lẽ nào vậy được. Bà là chủ trọ, kiêm luôn chủ nợ. Ủa, bà thiếu nợ hả? Câu chuyện của cô Vân con biết mà. Mượn tiền đúng không? Xây cái nhà trọ này lên. Rồi cuối cùng có được tiền nhà trọ mà không có trả tiền cho người ta. Ta tới đây ta đòi. Đúng vậy, tôi là chủ nhà. Ủa? Giờ nhìn mấy đa dáng của ông chủ nhà trọ này nè. Trời ơi, pháp quá. Một mình tôi chấp hết sớm này luôn á. Tôi là Mẫn, đừng đùa với tôi. Trời ơi. Vậy ăn miếng cháo đi. Thôi ăn không có nổi. Tôi đút cho. Không ăn cháo thịt được. Chứ giờ muốn ăn cháo gì? Cháo lưỡi. Mua lưỡi về nấu cháo đây.